Xin chào các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với tựa đề Chính phủ là công bộc của dân. Tác phẩm này được in trong Hồ Chí Minh toàn tập, tập thứ tư, trang thứ 21. Toàn văn của tác phẩm như sau. Non 2 tháng trước đây, trước cuộc khởi nghĩa 19 tháng 8, 1945. Nói tới hai chữ chính phủ, người ta nghĩ ngay tới một bọn đầu đảng, cướp, nguy hiểm, xảo quyệt. Trái lại, ai ai đối với chính phủ nhân dân hiện nay cũng đều có một cảm tình thân mật, xen lẫn với một tôn kính sâu xa. Chính phủ đối với ta như người anh cả trong gia đình, một đồng chí phụ trách trong một địa phương, một người đứng mũi chịu sào, ta có thể vững lòng trông cậy và gửi số mệnh vào. Người xưa nói quan là công bộc của dân, ta cũng có thể nói chính phủ là công bộc của dân vậy. Các công việc của chính phủ làm phải nhằm vào một mục đích duy nhất là mưu tự do hạnh phúc cho mọi người. Cho nên, chính phủ nhân dân bao giờ cũng phải đặt quyền lợi dân lên trên hết thảy. Việc gì có lợi cho dân thì làm, việc gì có hại cho dân thì phải tránh. Các ủy ban nhân dân làng, phủ là hình thức chính phủ địa phương, phải chọn trong những người có công tâm, trung thành, sốt sắng với quyền lợi dân chúng, có năng lực làm việc, được đông đảo dân làng tín nhiệm. Không thể nhờ tiền tài hay một thế lực gì khác mà chui vào lọt các ủy ban đó. Ủy ban nhân dân làng trái với các hội đồng kỳ mục cũ, hội nát, sẽ làm những việc có lợi cho dân, không phạm vào công lý, vào tự do của dân chúng. Nó hết sức tránh những cuộc bắt bớ đánh đập động đoán, những cuộc tịch thu tài sản không đúng lý. Ủy ban nhân dân thận trọng hết sức trong chỗ chi dùng công quỹ, không dám tùy ý tiêu tiền vào những việc xa phí như ăn uống. Những nhân viên ủy ban sẽ không lợi dụng danh nghĩa ủy ban để gây bè, tìm cánh, đưa người trong nhà, trong họ vào làm việc với mình. Nói tóm lại, bao nhiêu những cái xấu xa, thối nát, bất công, áp bức của chế độ cũ, của các hội đồng kỳ mục trước sẽ không thể tồn tại trong các ủy ban nhân dân bây giờ. Ủy ban nhân dân là ủy ban có nhiệm vụ thực hiện tự do dân chủ cho dân chúng. Nó phải hành động đúng tinh thần tự do dân chủ đó. Thưa các bạn, tác phẩm này của Chủ tịch Hồ Chí Minh được đăng trên báo Cứu Quốc số 46 ngày 19 tháng 9 năm 1945 với bút danh là Chiến Thắng. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe.